Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Gắn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị. Bộ đội biên phòng Thanh Hóa kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tội phạm buôn bán vận chuyển ma túy ở vùng biên giới. Mô hình lớp xe cứu hộ của huyện đoàn Thọ Xuân, cách làm hay góp phần phòng chống đuối nước. Thưa quý vị, thưa các bạn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký chỉ thị số 17 về xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021-2025, dự báo tình hình kinh tế tài chính, chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu tại địa phương, chỉ số giá tiêu dùng, tăng cường của các lĩnh vực sản xuất ngành hàng và giá các sản phẩm hàng hóa chủ chốt có ảnh hưởng đến khả năng huy động và nhu cầu sử dụng các nguồn lực tài chính ngân sách địa phương trong 5 năm giai đoạn 2021-2025. Xác định mục tiêu tổng quát của kế hoạch tài chính 5 năm của địa phương, mục tiêu định hướng huy động và phân phối các nguồn lực của địa phương trong thời gian 5 năm kế hoạch, xác định mục tiêu cụ thể chủ yếu khung về tài chính ngân sách của địa phương trên cơ sở các chính sách chế độ hiện hành. Đã có thời điểm việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở huyện Quảng Xương bị chậm so với kế hoạch, song huyện đã chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương thực hiện các bước chuẩn bị, đảm bảo phù hợp quy hoạch tổng thể, gắn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với phát triển đô thị. Không chỉ tương đồng về điều kiện tự nhiên, xã Quảng Lợi và Quảng Lĩnh còn từng được tách ra từ xã Quảng Lộc nên có chung truyền thống lịch sử, phong tục tập quán và văn hóa. Đặc biệt, từ khi khu đô thị du lịch biển Tiên Trang hình thành và việc xã Quảng Lợi được công nhận là đô thị loại 5, nơi đây càng không ngừng phát triển. Việc sắp nhập xã Quảng Lợi và xã Quảng Lĩnh thành một xã mới có tên Tiên Trang sẽ là điều kiện để thu hút đầu tư khai thác nguồn lực cho phát triển đô thị du lịch này. Quan điểm của tôi cũng như quan điểm của nhân dân là đã mong chờ từ lâu rồi. Thì cái xã Tiên Trang cũng là ở đây chúng tôi là có cái nguồn gốc là cái làng Tiên Trang đã từ thời Pháp. Và cái bãi biển này thực ra mà nói là cũng cái bãi biển rất đẹp, chưa có những cái đầu tư vào nó đầy đủ thôi. Lần này mà nếu như được để phát triển thành lập một cái xã Tiên Trang rồi phát triển đô thị, đây là một cơ hội rất lớn. Việc quy hoạch mở rộng thị trấn Quảng Xương đã được thực hiện từ nhiều năm trước, nhưng việc sắp xếp đơn vị cấp xã mới thực sự là cơ hội để địa phương hiện thực hóa quy hoạch này. Điều đáng nói là sau khi sắp xếp xã Quảng Tân, Quảng Phong và thị trấn Quảng Xương, thị trấn Tân Phong sẽ có diện tích 14,63 km, đạt 104,5% so với quy định về tiêu chuẩn diện tích của đơn vị hành chính. Thị trấn nó có khoảng tầm 4.000 dân. Cái thứ hai nữa, cái tổng diện tích thì không còn bao nhiêu cả. Mà hiện nay thì nó đang xen canh xen cư, cho nên cái việc để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo cái quốc phòng và an ninh thì nó cũng còn những cái bất cập. Mà khi mà được mở rộng rồi, chính phủ quyết rồi, về mà có quyết định rồi thì trên cơ sở này thì huyện chỉ đạo thì chắc chắn rằng thị trấn sẽ một ngày một phát triển tốt hơn. Hiện nay cả 7 đơn vị hành chính của huyện Quảng Xương trong diện sắp xếp đều đã thực hiện đủ các bước theo kế hoạch số 58 của Ủy ban Nhân dân tỉnh với sự đồng thuận thống nhất của các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau sắp xếp, huyện Quảng Xương sẽ có 26 đơn vị hành chính trực thuộc. Đặc biệt, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị sẽ tạo điều kiện để Quảng Xương ra soát, tổ chức hợp lý các khu chức năng, bố trí quỹ đất để phát triển công nghiệp dịch vụ, khu dân cư, công trình công cộng, tạo sự phát triển cân đối giữa các khu vực đô thị trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, thưa các bạn, gần đây, hoạt động của tội phạm ma túy ở khu vực biên giới Thanh Hóa diễn ra ngày càng phức tạp. Trước tình hình đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, các chuyên án sát với thực tế từng địa bàn, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tội phạm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy. Đối tượng Thảo Tông Li Va, sinh năm 1962, thường trú tại Bản Piêu, huyện Mường Khăm, tỉnh Siêng Khoảng, Lào, vừa bị lực lượng biên phòng huyện Mường Lát bắt giữ khi đang vận chuyển trên 18.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào sang Việt Nam để tiêu thụ. Đây chỉ là một trong số 39 đối tượng đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phát hiện bắt giữ từ đầu năm 2019 đến nay. Liên quan đến 36 vụ buôn bán vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy trên tuyến biên giới giáp với hai tỉnh Hủa Phăn và Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Theo nhận định của lực lượng chức năng, hành vi thủ đoạn của các đối tượng tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới ngày càng tinh vi, liều lĩnh và hung hăng, sẵn sàng chống trả quyết liệt với lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Thực hiện nghị quyết lãnh đạo của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Nam Mèo xây dựng kế hoạch quyết tâm trấn áp tội phạm ma túy
trong đó thì chú trọng công tác tuyên truyền vận động, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, triển khai lực lượng bám nắm địa bàn thường xuyên trong quản lý bảo vệ biên giới, nên là thể hiện quyết tâm rất cao trong cái đợt cao điểm trấn áp tội phạm. Đồn biên phòng đã bắt giữ xử lý một vụ, bắt một đối tượng và thu giữ tang vật là 200 viên ma túy tổng hợp. Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về ma túy, lực lượng bộ đội biên phòng Thanh Hóa đã tăng cường công tác tuần tra biên giới, bố trí lực lượng xuống cơ sở, nhất là các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm phức tạp về ma túy. Giải pháp này vừa giúp làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, vừa triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phương án, kế hoạch công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy. Bên cạnh đó, bộ đội biên phòng Thanh Hóa cũng tích cực phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy nước bạn Lào để đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm ma túy, ngăn chặn nguồn ma túy từ bên kia biên giới thẩm lậu vào địa bàn tỉnh. Trong công tác phòng chống tội phạm ma túy, lực lượng công an Lào với bộ đội biên phòng của Việt Nam phối hợp một cách chặt chẽ và đấu tranh có hiệu quả. Nhiều vụ buôn bán ma túy đã được hai bên phát hiện và triệt phá. Ngoài đấu tranh phòng chống ma túy, hai bên còn tổ chức tuần tra song phương theo định kỳ và giao ban trao đổi tình hình hai bên biên giới để phòng chống các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu qua biên giới. Dự báo trong những năm tới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền và Ban chỉ đạo phòng chống ma túy từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương giải pháp phòng chống ma túy. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh. Bản tin Thanh Hóa ngày mới xin được tiếp tục với các thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Nhận thức ý nghĩa sâu sắc, tư tưởng của người, thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình. Trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc. Đã từng xảy ra cơm không lành, canh chẳng ngọt giữa mẹ chồng, nàng dâu. Nhưng giờ đây, cùng con dâu chuẩn bị bữa cơm hàng ngày cho gia đình, luôn là thời gian vui vẻ, hạnh phúc đối với bà Lê Thị Xuân ở thôn 3, xã Đông Minh, huyện Đông Sơn. Khi mới có con dâu thì cũng chưa hiểu được tính nhau, cho nên là gia đình cũng có cái nhiều cái chưa trục trặc nhau. Sau đó thì cũng nói chung mẹ con thì cũng có nhiều cái khúc mắc. Sau đó thì sinh hoạt câu lạc bộ hạnh phúc gia đình thì mẹ cũng sinh hoạt câu lạc bộ, con cũng sinh hoạt câu lạc bộ, thì cũng tư vấn của câu lạc bộ, thì nói chung thì về sau thì mẹ con thì cũng hòa thuận với nhau, thì nói chung đến sau đó thì đến nay thì nói chung là quay con dâu cũng như là con gái trong gia đình. Còn tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, đã 12 năm qua cứ đều đặn ngày 15 hàng tháng, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc của thôn Yên Thọ lại tổ chức sinh hoạt gặp mặt. Tại đây, các thành viên được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, nuôi dạy con tốt. Các tình huống về bạo lực gia đình cũng thường xuyên được đưa ra để cùng nhau phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp phòng ngừa cùng xây dựng gia đình hạnh phúc. Để tạo cái không khí là vui tươi phấn khởi, không bị nhàm chán, và có những kỳ sinh hoạt chúng tôi sẽ sân khấu hóa bằng hình thức để tuyên truyền vận động cho các chị em là tham gia sinh hoạt đông đảo. Chúng tôi không những là quan tâm riêng mình câu lạc bộ, mà chúng tôi cũng là luôn quan tâm đến các cái chị em là phụ nữ có những cái trong gia đình có những cái biểu hiện là vợ chồng mất đoàn kết với nhau, thì chúng tôi cũng được thường xuyên quan tâm đến và đến động viên, san sẻ tình cái chia sẻ tình cảm và cũng hòa giải để vợ chồng là đoàn kết. Hiện nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả trên 7.200 mô hình hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, thu hút hàng trăm nghìn hội viên phụ nữ tham gia. Điển hình như các mô hình câu lạc bộ, xây dựng gia đình 5-0 3 sạch, liên thế hệ, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, tư vấn hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, qua đó đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, tuyên truyền tư vấn pháp luật cho hội viên, phụ nữ,
tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ hội phụ nữ cơ sở trong hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc. Đặc biệt là những cái hộ gia đình mà sinh con một bề, hay là những cái hộ gia đình mà có hoàn cảnh khó khăn. Đấy, và hoặc là người chồng là thường xuyên là nghiện ngập rượu chè cờ bạc thì phải cũng hội phụ nữ xã đề nghị các chi hội, các tổ hội là phải thường xuyên quan tâm hơn. Khi mà có cái vấn đề gì thì phải có cái những cái báo cáo lại và có những cái hướng để kịp thời là động viên chị em để giải quyết. Đề cao trách nhiệm của mỗi thành viên trong việc chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, hoạt động của các cấp hội phụ nữ đã và đang tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sự phát triển gia đình, để gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, từ ngày 28 tháng 6 đến các ngày 1, 2 tháng 7, ở Thanh Hóa tiếp tục có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ không khí cao nhất là 40-41 độ C. Nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt tại Thanh Hóa, còn kéo dài từ 3 đến 4 ngày nữa. Nền nhiệt cao, độ ẩm thấp, trời khô nóng, chiều tối và đêm có nguy cơ rất cao xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, nhất là khu vực Trung Du và vùng núi. Từ ngày 2-3 tháng 7, thời tiết có thể thay đổi mạnh, có mưa, mưa to và dông sét bất chợt ở nhiều nơi. Đề nghị chú ý theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của thời tiết. Có biện pháp hữu hiệu phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe cho người, đảm bảo an toàn cho cây trồng và vật nuôi, phòng chống cháy nổ hỏa hoạn, đặc biệt là phòng chống cháy rừng. Huyện đoàn và Hội chữ thập đỏ huyện Thạch Thành vừa tổ chức chương trình truyền thông về phòng tránh tai nạn đuối nước với chủ đề An toàn cho trẻ em trong môi trường nước. Buổi truyền thông nhằm tuyên truyền phổ biến cho các em thiếu nhi những kiến thức về cách phòng chống tai nạn đuối nước, cách xử lý các tình huống, hướng dẫn các biện pháp ứng cứu, sơ cứu, cấp cứu khi có tai nạn đuối nước, giúp các em có thể vận dụng vào thực tế để đảm bảo an toàn cho bản thân, đồng thời trợ giúp những trường hợp đuối nước và tai nạn thương tích. Cũng tại buổi truyền thông, ban tổ chức đã trao 12 biển cảnh báo, 100 áo phao cứu hộ cho các xã thị trấn có sông suối, ao hồ đập. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị, thưa các bạn, báo Chính phủ có bài dẫn ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về giải pháp để người dân được dùng thực phẩm sạch, an toàn như hàng xuất khẩu. Theo đó, Phó Thủ tướng cho rằng cần tháo gỡ vướng mắc về luật và việc nhân rộng mô hình phải xem xét sự khác biệt, đặc thù giữa các đô thị lớn chủ yếu tiêu thụ, còn các tỉnh chủ yếu là sản xuất, quan trọng nhất là hiệu quả, không nên cứng nhắc về mô hình. Ngoài việc phục vụ công tác quản lý nhà nước, điểm rất quan trọng là hệ thống thông tin an toàn thực phẩm phải huy động cả xã hội tham gia vào. Làm sao để một người nông dân, một quán ăn đều có thể dễ dàng đưa thông tin về các loại rau quả, thịt cá, đồ ăn lên hệ thống, có địa chỉ rõ ràng. Trong 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa hoạt động thanh tra kiểm tra, nhất là các hộ sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. Bài viết xuất khẩu gạo của Việt Nam phải tính chuyện đường dài trên báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam cho rằng đã đến lúc phải đẩy mạnh chuỗi liên kết lúa gạo để gia tăng giá trị xuất khẩu, đồng thời cơ cấu lại diện tích sản xuất lúa gạo hàng hóa. Tác giả bài viết cho rằng, về ngắn hạn, vẫn cần có cơ chế hỗ trợ thu mua tạm trữ nhằm giải quyết đầu ra và lợi ích cho người nông dân. Các bộ ngành cần làm tốt dự báo thông tin thị trường để doanh nghiệp có kế hoạch thu mua, dự trữ hợp lý. Về phía doanh nghiệp, phải ý thức được đảm bảo chất lượng hàng xuất khẩu, giữ vững uy tín thương hiệu bằng sự trung thực về năng lực xuất khẩu. Về lâu dài, bài toán về xuất khẩu gạo phải được giải từ phía Bộ Công Thương. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bằng chiến lược đầu ra ổn định cho lúa gạo Việt, cơ cấu lại diện tích sản xuất. Từ phía doanh nghiệp và nông dân bằng kế hoạch sản xuất chế biến theo nhu cầu tiêu chuẩn của thị trường. Việt Nam có tiềm năng lớn phát triển dịch vụ logistics. Đây là ngành có vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ ngành kinh tế, ngành sản xuất khác nhau và hoạt động thương mại xuất nhập khẩu. Vậy làm thế nào để nâng hạng chỉ số hiệu quả logistics? Câu trả lời có trong bài phân tích trên báo Công Thương. Theo đó, ngoài việc kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính liên quan đến xuất nhập khẩu và lưu chuyển hàng hóa, các bộ ngành cần quan tâm chỉ đạo triển khai mạnh mẽ cơ chế một cửa quốc gia. Bộ Giao thông Vận tải phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án giao thông trọng điểm, đẩy nhanh xây dựng hạ tầng có tính kết nối, lan tỏa ở các vùng kinh tế trọng điểm để làm đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội cho cả khu vực. Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin Truyền thông cần xây dựng định hướng cho các doanh nghiệp tập trung vào ứng dụng công nghệ cao trong toàn bộ chuỗi cung ứng, quá trình sản xuất lưu thông cũng như trong việc cung cấp dịch vụ logistics.
Khép lại mục điểm báo hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một sự kiện được dư luận đặc biệt chú ý trong những ngày qua, đó là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, nhẹ nhàng. Theo thông tin bài viết trên báo Giáo dục và Thời đại, đề thi năm nay được các chuyên gia đánh giá là bám sát chương trình, đồng thời có độ phân hóa hợp lý, đáp ứng được hai mục đích chính của kỳ thi là xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông và xét tuyển Đại học Cao đẳng. Bên cạnh đó, kỷ cương trường thi được tăng cường, không còn hiện tượng phao thi ở các điểm thi. Một số hiện tượng vi phạm quy chế thi được phát hiện và xử lý kịp thời, đảm bảo tính nghiêm minh. Cho đến thời điểm này, chưa ghi nhận thấy hiện tượng tiêu cực gian lận có tổ chức. Toàn quốc có 6 cán bộ coi thi và 79 thí sinh vi phạm quy chế thi. Một số sai sót trong kỳ thi cũng được xử lý nhanh chóng, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Ngay sau khi kỳ thi kết thúc, bài viết trên báo Vietnamnet cho biết 34 đoàn thanh tra chấm thi đã xuất quân và bắt đầu làm việc từ ngày 28 tháng 6. Đặc biệt năm nay, các phòng chấm thi tự luận cũng như trắc nghiệm đều được lắp đặt camera và hiện các thiết bị giám sát này đã hoạt động, sẵn sàng phục vụ công tác chấm thi. Về chấm thi tự luận, ở khâu đánh phách sẽ thực hiện triệt để việc cách ly đánh phách, thực hiện chấm thi hai vòng độc lập. Việc chấm môn tự luận sẽ có tối thiểu là 5% số bài thi có điểm cao được đưa ra để chấm thẩm định. Dự kiến ngày 14 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 tới thí sinh. Thưa quý vị và các bạn, đuối nước là nguyên nhân dẫn đến tử vong cao trong các nguyên nhân gây tai nạn thương tích. Để hạn chế tối đa số người bị đuối nước, một số mô hình hay và cách làm hiệu quả về phòng chống đuối nước đã được triển khai, trong đó có mô hình lốp xe cứu hộ của huyện đoàn Thọ Xuân. Xã Xuân Tân là địa phương đầu tiên được huyện đoàn Thọ Xuân lựa chọn triển khai mô hình lốp xe cứu hộ. Chỉ vài ngày sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của huyện đoàn Thọ Xuân, đoàn thanh niên xã Xuân Tân đã hoàn thành việc căng 8 dây lốp xe ngang qua kênh ở 4 điểm kênh dẫn nước có nhiều người bơi lội trên địa bàn xã. Việc làm này đã giúp cho người dân địa phương, đặc biệt là các em nhỏ, cảm thấy thực sự an tâm khi đi tắm trên kênh. Khi không có những dây cáp và những lốp xe thì những người bơi sẽ rất khó khăn, lên xuống và dễ bị đuối nước. Nhưng từ khi có những dây cáp và những lốp xe như thế này thì mọi người có thể lên xuống dễ dàng và không bị đuối nước. Ban giám hành đoàn xã đã lắp đặt một số cái dây ngang kênh để mục đích là bảo vệ cho các em và người dân dân tắm là có thể lợi dụng đấy được, có thể là lên được. Thứ hai là tận dụng một số các cái dụng cụ tái chế như là lốp xe đạp, lốp xe máy, thì từ đấy là làm các thay các bậc lên xuống để mục đích là giúp các em làm quen với nước và đảm bảo cái an toàn cho các em tắm trên kênh. Tính đến thời điểm này, huyện đoàn Thọ Xuân đã triển khai mô hình phao cứu hộ trên địa bàn 10 xã có kênh Bắc đi qua. Các mô hình này đã phát huy hiệu quả trong phòng chống tai nạn đuối nước với chi phí thấp. Ngoài cái việc tác dụng là nó giảm thiểu tối đa tai nạn thương tích đuối nước xảy ra đối với trẻ em, nó còn là một trong những các cái mô hình nó phù hợp với tổ chức đoàn bởi vì kinh phí nó phù hợp với kinh phí của tổ chức đoàn. Đồng thời thì chúng tôi tận dụng được tối đa những cái vật liệu tái chế góp phần bảo vệ môi trường. Kinh phí không nhiều, chủ yếu sử dụng những chiếc lốp, chai nhựa đã qua sử dụng và huy động đoàn viên thanh niên tự thực hiện. Song việc làm này của huyện đoàn Thọ Xuân thì đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực và lợi ích cho người dân. Và thêm một lần nữa khẳng định rằng sự sáng tạo vì cộng đồng của thế hệ trẻ hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch 177 của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Thanh Hóa về cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, Công an thành phố Thanh Hóa mở chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm hạn chế các vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng bia rượu gây ra. Tại thành phố Thanh Hóa, vào cuối giờ tan tầm, tại các quán giải khát bia hơi trên địa bàn thành phố, người đến uống bia rất đông. Sau khi uống rượu bia, họ vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nhằm làm giảm tỷ lệ tai nạn giao thông mà nguyên nhân do vi phạm nồng độ cồn gây ra, Công an thành phố Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, tập trung kiểm tra các đối tượng có biểu hiện uống rượu bia trên các tuyến đường chính của thành phố, khu vực có nhiều điểm kinh doanh rượu bia.
Qua công tác kiểm tra phát hiện, vẫn còn nhiều trường hợp sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt và tạm giữ phương tiện theo quy định. Trong thời gian tới thì Công an thành phố Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn theo quy định nhằm đảm bảo giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình tuần tra kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn còn gặp khó khăn, không ít trường hợp người điều khiển phương tiện tỏ thái độ không hợp tác, né tránh hoặc thổi không đủ thời gian để thiết bị kiểm tra không thể thông báo mức độ cồn trong máu. Có trường hợp khi thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông, người điều khiển phương tiện đã cố tình phóng nhanh vượt ẩu nhằm tránh né sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố sẽ tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là những người vi phạm nồng độ cồn và chống đối các lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cũng cần tự giác, đã uống rượu bia thì không lái xe. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.